Chủ, thìn, ngọ, dậu, thân, mùi đều đứng hết rồi. Nghèo như vậy là qua đi rồi. Ngày mốt là thứ hai, tức là ngày 6 tháng 11 dương lịch. Sáu con giáp này chính thức bước qua tuần mới. Trong tuần này sẽ cải hung quá cát với những điềm báo tử vi quan trọng như sau. Thứ nhất, trong tuần này các bạn có rất nhiều tiền nhờ vào lọc sao vàng chiếu, nhận về giải thưởng lớn và mang lại cho mình cơ hội đổi đời. Thứ hai, gia đình trong tuần này rất là xáo trộn vì có sự thiên vị mất lòng anh em bất hòa do chia tài sản không đồng đều. Thứ ba, trong tuần này có quý nhân giúp đỡ đổi đời và người quý nhân này sẽ xuất hiện ở những sự kiện quan trọng, hội nghị, đám tiệc hoặc là nơi đông người, cho nên các bạn nhớ nắm bắt thời cơ. Thứ tư, hôn nhân trong tuần này rất mệt mỏi, sự bất đồng không hiểu nhau dễ dẫn đến ly hôn, cho nên cần phải cân nhắc. Thứ năm, để hỗ trợ vận may xả vận xui, các bạn nên để trong nhà của mình một bắp cải như ý tài lộc, tương sinh vận may. Sáu con giáp này xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp cho tuần mới. Chúc các bạn đắc lộc và sai tài.